1. Đặt khăn ăn lên đùi. Trải khăn ăn lên đùi khi ngồi vào bàn ăn. Đừng nhét khăn vào cổ áo, cũng đừng để khăn ăn trên bàn vì thức ăn chưa được đem ra. Cử chỉ này tuy nhỏ nhưng lại là dấu hiệu lớn cho thấy bạn đã quen với quy ước trên bàn ăn. Nếu có thìa nĩa cuộn trong khăn, bạn hãy đặt nĩa ở bên trái và dao ở bên phải. 2. Làm quen với cách sắp đặt bàn ăn. Nếu bạn cảm thấy choáng ngợp, hãy hít một hơi sâu. Nguyên tắc chung là bạn sẽ dùng từ ngoài vào trong khi trên bàn ăn có bầy nĩa, dao và thìa. Do đó, nếu món khai vị là súp, bạn sẽ lấy chiếc thìa ở ngoài cùng bên phải. Nếu có dao ăn nhỏ và nĩa ở bên ngoài, bạn sẽ dùng dao nĩa để ăn món khai vị. Dùng dao nĩa gần nhất ở bên trái và phải để ăn món chính. 3. Thong thả và tận hưởng bữa ăn. Đây có lẽ là phần quan trọng nhất của cách ứng xử thanh lịch khi ăn uống. Một bữa ăn là một trải nghiệm được chia sẻ, không phải là dịp để làm no bụng thật nhanh. Hãy thong thả trò chuyện với mọi người và thư giãn. 4. Chú tâm khi gắp từng miếng thức ăn. Với những món ăn bao gồm nhiều thành phần khác nhau, bạn cần thong thả chuẩn bị từng miếng thức ăn. Đây là việc nhỏ nhưng nó tạo nên sự khác biệt lớn khi nói đến thanh lịch và thưởng thức. Với những món như salad, bạn hãy dùng nĩa ghim chung các nguyên liệu khác nhau trong món ăn để mỗi miếng được cân bằng và đầy đủ hương vị. Nếu là món vịt quay với cà rốt caramel, bạn nên ăn mỗi miếng có đủ vịt quay và cà rốt. 5. Ăn từng miếng nhỏ. Ăn nhanh hay chậm là điều quan trọng, do đó bạn nên ăn các miếng nhỏ để giữ nhịp độ. Ăn miếng càng to thì trông bạn càng thiếu tao nhã. Những miếng ăn to sẽ buộc hàm phải chuyển động nhiều hơn và trông không được lịch sự cho lắm. Thêm vào đó, thật khó có thể nói rằng bạn đang thưởng thức món ăn nếu bạn ưu tiên số lượng hơn là hương vị của món ăn. 6. Đừng cúi xuống đĩa ăn. Ngồi thẳng người và dùng thìa nĩa đưa thức ăn lên miệng. Đưa thìa hoặc nĩa lên miệng và ăn từng miếng với dáng điệu từ tốn. Nếu bạn để cằm đưa lên, đưa xuống trên đĩa ăn, người khác nhìn vào sẽ thấy hồi hộp, như thể bạn sắp làm rớt thức ăn ra ngoài. Hãy ăn chậm rãi và dùng thìa nĩa đưa thức ăn lên miệng. 7. Cố gắng nhai càng khẽ càng tốt. Ngậm miệng khi nhai và cố gắng nhai khẽ. Đây cũng là một lý do vì sao mà bạn nên ăn những miếng nhỏ. Không ai thích nghe tiếng nhai thức ăn của người khác cả. Hãy ngậm miệng khi nhai, tránh phát ra tiếng ồn khi ăn. Đừng thổi nguội thức ăn và đừng húp canh xì xụp. 8. Ăn các món ăn dễ rơi rớt một cách chậm rãi và có phương pháp. Đối với các thức ăn dễ rơi rớt, bạn nên cân nhắc trước khi ăn. Bánh kẹp bò băm với nước sốt cà, bánh burrito và bắp ngô còn nguyên lõi là những món khó mà ăn một cách lịch sự. Bạn sẽ dính đầy nước sốt, dầu mỡ hoặc nước thịt khi mải ăn mà quên mất là nó có thể dây bẩn. Bạn nên ngừng lại một chút sau mỗi lần cắn một miếng để chuẩn bị cho miếng tiếp theo. 9. Đừng với tay qua bàn ăn. Khi ăn, bạn nên nhờ người khác lấy hộ những thứ bạn cần thay vì với tay qua lấy. Nếu phải đưa tay ngang qua đĩa, cốc hoặc món ăn của ai đó để lấy muối, bạn hãy nhờ họ chuyển giúp. Với các món ăn chung, khăn ăn, tiêu, phô mai nạo và bất cứ thứ gì chung trên bàn ăn cũng vậy. 10. Đợi các món ăn được dọn ra, để cho người phục vụ đem món tráng miệng ra, đừng vẫy họ lại để hỏi. Dù bạn đang ăn tại nhà hàng sang trọng hoặc ở tiệc buổi tối, đừng quên rằng bạn không phải là người chủ trì. Cho dù có muốn lấy thêm một chai rượu vang hoặc chỉ muốn bỏ qua món salad khai vị để bắt đầu ngay món chính, bạn vẫn nên đợi được phục vụ, như vậy sẽ lịch sự hơn. 11. Đừng sử dụng điện thoại. Cài đặt điện thoại ở chế độ im lặng trước và trong suốt bữa tiệc. Lấy điện thoại ra để trả lời tin nhắn hoặc kiểm tra các thông báo được xem là không lịch sự khi bạn đang ăn với những người khác. Nếu bạn đang ăn ở quán ăn nhanh thì có lẽ chẳng phiền ai, nhưng nếu đang ở trong bàn tiệc sang trọng và bạn muốn toát vẻ thanh lịch thì hãy để điện thoại ở chế độ im lặng và cất đi. 12. Trò chuyện với mọi người trong bàn tiệc. Trong một buổi tiệc lớn, bạn có thể bắt đầu bằng cách nói chuyện với những người ngồi bên cạnh bạn. Thái độ thân thiện và thoải mái cũng là một nét thanh lịch trên bàn tiệc. Nếu đó là buổi tiệc trang trọng mà bạn không quen thân với những người ngồi cùng bàn, hãy tỏ ra thân thiện bằng cách bắt chuyện với họ trước. Điều này cũng chứng tỏ bạn thoải mái với bản thân mình, vì nói chuyện với người lạ đôi khi cũng khiến người ta e ngại. Phớt lờ những người ngồi cạnh thường bị coi là vụng về. 13. Gọi các món ăn nổi tiếng của nhà hàng. Khi đi ăn ở ngoài, hãy tin vào đầu bếp của nhà hàng và gọi món đặc sản của họ. Gọi món bít tết ở nhà hàng bít tết, gọi món vịt quay đặc biệt khi đến nhà hàng Trung Hoa và món sushi khi đến nhà hàng sushi. Điều này có hai điểm lợi. Thứ nhất, nó cho thấy bạn là người sành ăn và không có món gì nổi tiếng mà không biết. Thứ hai, nó phát đi tín hiệu rằng bạn mong muốn được phục vụ tốt nhất. Nếu nhà hàng nổi tiếng với món gì, bạn hãy thể hiện sự tinh tế và gọi món đó. 14. Hỏi mọi người nếu bạn có thắc mắc. Không ai đánh giá bạn khi bạn muốn hỏi điều cần biết. Nếu bạn không biết trong thực đơn có món gì, hãy hỏi nhân viên phục vụ bàn. Nếu không chắc chiếc nĩa nào để ăn món gì, bạn có thể quay sang người ngồi bên cạnh để hỏi. Mọi người không mong đợi bạn phải sành sỏi về mọi thứ trên bàn ăn, và bạn chẳng có gì phải xấu hổ khi lên tiếng hỏi.